Đô sẽ đến đây ăn bánh xèo của mình. Tên gì vậy? Đô Linh Đô. Rô hả? Đô Linh Đô. Sơ rồi bảy hả? Đúng rồi. Có không? Có thiệt. Dạ ngại chứ thiệt đấy. Tại chứ hồi bữa tới đây nè. Đang quay ở nhà. Dạ. Không ai được nói. Tên gì, tên gì? Có thể được bật mí. Ô oh. Này lên nữa nè. Mộng à, này nè, nè. Không phải đâu, cái này phải mộng. Sao sao cái... Ừ, con này, đây nè, cái này bật mí, cái vụ gì vậy? Rồi đi. Vài ngày nữa người ta mới dạo tới, còn mới cho chúng ta xem được. Cái gì? Mua mua cái gì hay sao? Hả? Hả? Mua cái banh đúng không? Chào mọi người nha. Chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nha. Hôm nay là thằng Kiệt nó có bí mật là nó mời được ai giờ em bánh xèo ở đây nè. Đúng rồi, ở nhỏ như thế giới. Ghê quá, bệnh đó. Chết. Ê, có sách vô nè các bạn. Chào mọi người nha, hôm nay là đầu tuần thứ hai đầu tuần nha các bạn. Không lấy tôm. Bánh xèo không lấy tôm mà còn thịt hay không hả? Chú không biết. Đâu bọc miếng nhẹ thôi, nghe chơi. À, mua mặt. Ấy là mua cái mặt nạ hả? Chứ sao? Hôm qua mấy giờ hết vậy à? Hết sớm không? Bây giờ là 6:30 tối thứ hai nha mọi người ơi. Rồi chú Bùi tới là gà. Chào chú Bùi. Bánh ráo khô gì giá nhiều. Dạ. Đâu đeo cái kính rồi chú chụp có hình quả. Khoe mua nào hả? Ừ. Ý là mấy con bị nhìn xa nó bị không rõ sao? Dưới UV. Ờ đúng rồi, hai hay vậy. Vậy là không phải kính cận. Đó là kính kính cận, còn đây kính cận. Thành vô rồi. Không có bị cận, đeo kính vô bị cận quá. Bởi vậy. Ây da. Bà đỏ giúp mẹ cái gì vậy nói. Nó bị chuối à. Chuối vào phía này rồi. Bà.
khô vô nhiều giá lắm. Hôm nay bánh xe nhí là 0938728288 nha các bạn. Tối hả? Không, đeo vô thấy ngố. Ngố hả? Đeo ngố hả? Nãy đeo, biết con đeo chúng ai không? Chúng cô Lily. Cô Lily cũng đeo kia thấy không? Nhìn đeo kia thấy xoan, xoan luôn á. Ủa cô Lily thì đeo cái kính thật như kính đông mà. Không, cô hình như kính cận hay sao ấy chứ. Bánh xèo bữa nay đổ đẹp dữ vậy hả? Mà sao bột còn nhiều chứ hả? Nó hơi đặc bột. Đầu tuần thì khách là lai gai à. Nãy khách được không bà nội? Hai đầu tuần là ngày đầu thứ hai là không có cô ba đổ bánh xèo nha các bạn, cũng không có cô ba biết đây cô ba có bán chả giò mà đây cô ba có lấy chim chả giò vậy là chả giò thứ bảy chủ nhật thôi. Ba của mấy Hà chuẩn bị đi đâu kìa? Space Lady. Không gian. Cái gì? Ơi, nó nở ra hư hết rồi. Đổ ba chảo trên bàn không có bánh nha các bạn. Rồi, hát bài gì? Hôm nay là dịp vui. Con sẽ tặng cho chú Hà một món quà. Cái này đặc sản miền Bắc. Rất ngon của bà nước mía gửi. À, ở Thanh Hóa. Không, và không phải đâu. Missy Bean and Nuts. Đậu và dừa của cô vợ của chú cô bà Cảnh. Bà Cảnh hả? Cô tên Cảnh hả? Đặc sản Việt Nam hay là của nước ngoài đây? Thanh Hóa hình như là ở gì? Hải Phòng là hình như là cái bánh cua đa hay ta? Bánh cà rô gì á? Đâu mở ra anh
Cái này là cô nước mía có đi về quê cả tháng này các bạn. Vô tại nha. Biết cho anh làm bể nè. Đâu lúc rảnh rỗi này mấy đứa nó giỡn nha các bạn. Bên đây chút nữa con hát lại cái bài gì mà hôm con hát hay ăn đi. Bảo phòng áo nước dừa ngon mà món này đi nhậu rồi ba giấy bột chén không á. Hello cô ba, ủa cô ba đi đón hai đứa nhỏ hả? Đâu cái ai giữ đóng bà nội giữ hả? Dán quá các bạn, dán quá các bạn ơi, chắc mình tắt máy mình ăn dụng rồi. À. Ngồi té con. Ủa cô nước mía rồi, cô vô cô bán nước mía chưa? Ừ? Chưa hả? Thấy không? Bà thắc mắc tại sao là lúc hai gom lúc ba ăn toàn gà? Chắc cái lúc con nhỏ con lớn á chị. Ừ. Người ta đổ bánh xèo đẹp dày mà có người vô chơi. Cái chảo này nó đen là nó đen láng nha các bạn. Chảo đen đổ bánh xèo mới ngon nha mọi người. Ừ? Hai chữ. Ừ? Ai biết? Có khán giả vô chửi. Có cái cô kia nói hả? Đổ bánh xèo mà cười nói quá trời. Cô không thèm coi bánh xèo dí nữa. Dạ con cảm ơn cô ạ. Chị ba, cô ông vợ chú cũng xem hơi có hài vui vậy. Thì mình đâu có ép được. Lúc rảnh mới giỡn nha các bạn chứ không có giỡn đâu mọi người ơi. Hôm qua là lúc qua lấy là lúc mới vô luôn á. Có cô ba ra đổ bánh xèo chọc cô ba xíu. Bà cô ý vừa có ý dữ quá. Chiều có mấy chú tới không? Ủa chú Lâm hôm nay dạo này không thấy ta? Tôi nhắn tin chú Lâm coi. Hôm nay đi học có gì vui không? Học có gì vui không? Cấm hả? Lý do? Không được ăn. Hư đen hả? Không. Tại vì cái kem khói đó là nó làm cái khói là nó làm từ như tơ lỏng á. À, đường tới sức khỏe phải không? Phải không? Xong rồi cái hổng ăn liền để cho nó tay rồi nó phủng một lum hết trơn. Phỏng hả? Phủng tay, ở trong trường con bốn bạn phủng tay. Thiệt luôn hả? Thiệt. Ôi. Mua ngoài cổng trường, chỉ mua ở trong canteen trường thôi. À vậy là cái đó do người ta làm không đúng phải không? Chứ còn, ủa chào cô. Dạ. Chứ còn cái đó thấy chú thấy bán ngoài đường quá trời mà. Hay là người ta làm không đúng phải không? Như là cấm luôn hả? À, cấm luôn cho nó an toàn hả? Dễ luôn hả? Bạn con mới ăn đây, không tự nhiên nó tự nhiên đây lúc
Phải không? Chắc con giỡn thôi hà. Nhưng gần đây nè. Nhưng mà ý là tới cổng trường thấy cô bán à. Mà chớp. con chưa có ăn. Bởi vậy mấy cái đồ mà bán ở trong mấy đứa coi mấy chương trình mà sân khấu không? Trên sân khấu không? Khối rồi đó. Là bạn ấy đó đó. Con có giàu không? Con biết. Game lại game khác. Cô nói con là giờ có cờ đỏ rồi đó. Ai mà ăn không có chịu trách nhiệm đâu. Có cờ đỏ phải không? Cờ đỏ đi chấm điểm đó chịu không? Mấy cục lúa cũng như hà phải mấy con rồi có nhiều lắm. Giờ mà con mang nó mạo hiểm ra nó vô nó giam mà không lấy bánh hết rồi. Con lấy bánh hết rồi, con mới nói chuyện. Dạ là mấy cô mấy chú mà bán kem khói là phải chuyển đổi gấp. Còn không là phải đúng bán đúng. Còn không là đem phụ luôn. Nếu mà nó bị vậy là tới người ta làm việc đó chứ. Bán không an toàn vệ sinh thực phẩm với lại nguy hiểm á. Nhưng được cái bạn ở nhau. Cái bạn ở nhau. Cái bạn đế rồi nhau. Chào anh. À, chú gắn cái mã barcode quẹt với Hà. Hả? Bạn đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID. Chưa biết. Tự đổ. Bà nội chỉ hả? Không, sao tự đổ. Sao con đổ khác bà nội đổ. Bà nội cho dầu vô mà sao không cho dầu vô sao? Bà nội giống nghề Bé Hà nói là cái nào thứ trước sau giờ cũng được hết á. Đổ trước là dầu nhiều. Dạ. Nhảy chú kìa. Lại nhảy chú kìa. Đó. Có nhiều nhạc lắm á. Nhiều gấp ngọc coi nhảy nè. Kìa nhảy kìa. Nhảy nè. Hai cái chân nó đâu yên đâu. Hai cái chân nó đâu yên. Chắc nó yên. Rồi tính ra tính tiền coi nè, tính tiền nè. Giờ nghe nè. Ba cái nhiêu tiền. Rồi phải không? Giờ đưa 210 thôi nhiêu. Bị rồi, bữa nước bị lần rồi. Thôi đưa 205 thôi nhiêu. Thôi nhiều nè, mạnh dạng cho con. Rồi tính tiền ba cái bánh nhiều. Nhiều. Rồi 105 giờ cứ đưa 205 thôi nhiều. Dạ con. Nhiều. Nó đúng không? Đúng rồi. Tiêu rồi. Bị hôm trước bị một lần rồi, nay bị được lần nữa ha. Hai cái bánh xèo đem gì à? Ôi cảm ơn cô với anh. Dạ.
Dạ. Sao ăn đồ ngọt không ạ? Dạ. Ở đây có bán chè bà ba nha, nhưng mà số lượng nhiều mới nó nấu. Dạ. Bé Hà. Dạ. Bé Hà nói là bé Hà nó nói là cảm ơn chú, cảm ơn chú. Bé Hà nói chú ăn nhiều đậu xanh hả? Quê không? Quê hả? Cô bị khẩu trang mà bé Hà nó không nhận diện được, vậy là bé Hà là nhận diện theo công nghệ AI. Được coi đi. Nóng hài vậy còn đau đúng không? Cái này là dùng để luyện cái gì? Cái kẹp gì đây? À, chú biết cái gì luôn á? Cái kẹp tóc. Cái này là cái đồ lông đau của Kiệt. Cái đó đem không con. Cái này cái đồ lông đau biết Kiệt. Con đem cái này vô trường á là coi mấy đứa cờ đỏ là nó hốt con luôn á. Cái này nắm tin vui thôi chứ hả? À, vậy hả? Không phải cái này cái đồ đất, mà cái này mình để đem mình đi là đó không người nào mình thấy còn có mình lấy mình kẹp lên đó. Không biết cái gì chứ. Mà sao nay thấy hai đứa đoàn kết vậy? Thường thường hai đứa như chó chứ, như chó như mèo mà sao giờ đây ê chúng em thôi không quay hai đứa này nữa, hai đứa này nó quýt lộn không được. Ủa anh em quýt lộn mà chuyện thường hả? Đúng rồi, ngày nào cũng xảy ra, ngày nào cũng xảy ra luôn. Anh em mà phải đoàn kết chứ. Đấy, hai cái chân nó đâu đứng yên đâu bà con chú. Cô Hiền ơi, hai cái chân của con chồng anh nó không có đứng yên. Em đi trong lúa chính cánh đồng xanh ngắt Việt Nam. Mình có rang có cỏ rồi đủ rồi, mình nhai luôn luôn vỏ luôn rồi chứ. Ừ. Chú thấy mọi khi còn có ăn được mà. Đó, để coi tụi mình nó làm cái gì? Mấy con? 5 con rồi nha. Nhưng mà hôm nay là đi học mà thấy tiến bộ không? Chú không tiến bộ sao nãy cái cô với chú hỏi giá bánh xèo mà sao hơi chậm nha. Con hỏi số tròn mà đúng không? Trời ơi con tôm nó có cái đầu không, con ngắt đầu con giục mất cái con là Thảo. Có rau hả? Ừ. Người ta nói là cái gì rau trong đó có rau tôm không? Rau tôm nấu với ruột bầu. Đã hả? Dạ. Yeah. Khách vô kìa con. Hai người, cô nói là hai người lấy một cái trước cho cô. Cái trong trường em với bao bạn thân
Ủa cô ba hình như vô bây giờ không? Hả? Cái gì? Dạ. Cũng quậy hả? Nhiều view dữ quá. Ủa? Cỡ người ta quay gì đam mê mà. Bé Hà nó đang chụp quê mình vậy các bạn. Ê, nhưng mà không phải mình chú đâu nha, có Dũng Long nữa nha. Có mà thấy hòa chứ không quay nữa. Đâu, đeo lên coi. Có gì đâu. Đeo lên coi. Nhưng mà cuối cùng là cái kiến này là của Ngọc Anh hay là của bé của con? Con. Sao giống nhau dữ hả? Cái này của con gái. Gái. Hồi vô em muốn quậy à? Hồi em muốn quậy à? Miền Tây mà em muốn quậy à? Bún á nó làm từ cục bột, con thấy cục bột mà nhức màu trắng không? Ép vô cái máy xong người ta làm là cái cọng nhỏ bún á. Qua hôm kia vậy? Bữa nghỉ mới đi quay chứ đâu quay kìa. Ủa, trời ơi đi làm. Đang là ảo Macanada mà. Người ta đổ cho anh đòi hỏi nữa. Ô, đẹp quá. Đổ bánh xèo cho em gái cho nên là phải làm kỹ vậy luôn hả? Trời ơi, ở dưới mưa hả? Trời ơi, phê nữa con á, chú làm việc teo quá. Trời ơi, ở dưới đây mưa hả? Ở trên này là nắng chang chang đổ mồ hôi hột nè. Chú Long ơi. Ở trong có khoảng mười mấy khách nha các bạn. Kiếm bàn. Chú Long đang ở sầu riêng Hiếu Nghĩa. Mưa lớn ở dưới đó, tự nhiên mưa lớn hả?
giá. Cái trà đá con lấy cho chú Hào rồi. Đây đây đây, để dưới kia, đang uống mà. Nãy đây đang ngồi á, khách vô kìa. Để đá nó rớt vô trong, nó đổ vô trong cái chảo trong anh. Con nè. Đây bột còn nhiều lắm nha các bạn. Tình hình này là mấy hàng nó đem vô nó bột là xong rồi. Chú Hàng gì vô? Đang ăn nè. Tôi hỏi chú Hàng ăn cơm chưa? Chưa. Chưa. Gì nữa? Cảm ơn nha. Chú Hàng muốn lấy thịt này không? Không, không. Chú bỏ nhậu mấy năm rồi? Hôm nay có gọi được cô Tiên không? Có gọi cô Tiên không? Cô Tiên có gọi không? Xong rồi. Kèo cô Tiên hả? Sao mà tính gửi bà nội, tính gửi mấy Hà đi qua với cô Tiên chồng sao? Nãy chị Hà tới cô rồi, đứng lại thấy không? Đúng rồi. Nuôi hay là con dâu? Nuôi. Ừ. Nhà con nuôi cho à? Không phải con cho đấy. Con cười trừ rồi. Con mới nói vậy. Sao không nhận con trăm anh kìa? Nhận bé Hà có lời á, nhận con trăm anh là lỗi chắc luôn. Về đồ bánh treo. Đúng anh về nó phá. Chân nó đâu đứng yên đâu. Rồi. Chắc đỡ xíu nữa khách vô quay tiếp nha các bạn. Chứ bữa nay thấy là ế rồi đó. Đây là cái bánh của Trâm Anh nha bà cô chú. Bánh xèo 10 con tôm nha mọi người ơi. Đó. Dạ cảm ơn chị hai. Con ăn rồi con vô con làm chứ. Nghỉ luôn hả? Xả hả? Rồi khách vắng, xả luôn. And...
Bữa nay thứ hai bán nha các bạn. Còn ớ là ớ. Ớ bột. Lộn. Phải không? Trên bàn còn có mấy bánh xèo các bạn, bữa nay thứ hai hơi ít khách cho nên là mình quay ngắn chia sẻ các bạn cô chú nha. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại các ở các video tiếp theo nha các bạn. Nghỉ à? Chứ có đổi xèo đâu mà quay. Quay này quay từ lúc đó tới giờ luôn các bạn. Để cập nhật mọi người nha, thứ hai bán hơi nay hơi bán khách nha mọi người. Đó. Rồi cảm ơn mọi người. Hôm nay mấy hạt đâu đem cái gương vô cho bên ngoài. Đâu có gương nữa nè. Gương này đâu? Rồi bye bye bà cô chú ơi. Hẹn chúc bà cô chú tất cả ông bà cô chú nha. Chúc ông bà cô chú xem video vui vẻ và có nhiều giấc mơ đẹp. Bye bye, I love you. Sao? Bye bye tất cả bà chú nha. Rồi, cảm ơn anh nha.